Cơ quan chức năng bước đầu xác định trên 700 hung khí các loại, chủ yếu là dao tự chế, gần 550 cây, ngoài ra là dao nhọn, mã tấu, kiếm và nhiều ống tiếp nhọn. Để qua mặt được các cơ quan chức năng, người bán đóng gói hàng và ghi bên ngoài là công cụ nhà bếp, phụ kiện máy nông cụ. Sau khi kiểm tra, xác định đây là các loại hung khí nguy hiểm, thuộc trường hợp bị nghiêm cấm mua bán, vận chuyển, tàn trữ và sử dụng, nên Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã tiếp nhận, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.